Chiều 16 tháng 10, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2023-2024. Chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng Thành Nam đã cải tổ đội hình mạnh mẽ khi mang về 10 cầu thủ chất lượng, trong đó có những cái tên đáng chú ý như tiền đạo đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Toàn hay vua phá lưới mùa trước là Rafael Sơn. Nam Định kết thúc V-League mùa trước ở vị trí thứ 5. Năm nay, với sự đầu tư nghiêm túc từ tập đoàn Xuân Thiện, đội hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở giải vô địch quốc gia cũng như tiến sâu tại cúp quốc gia. Muốn đạt được cái mục tiêu thì chúng tôi phải có sự thay đổi tích cực hơn mùa giải năm ngoái về thể lực cũng như là lối chơi để đạt được cái mục tiêu của lãnh đạo đề ra. Hiện tại là mỗi một vị trí là chúng tôi đều có từ 2 đến 3 cầu thủ. Do vậy về lực lượng thì tôi rất ưng ý ở mùa giải năm ngoái. Nói chung là đá bóng thì phải có áp lực, thì đấy là cái điều bọn em cần. Mà lãnh đạo có chỉ tiêu rõ ràng thì càng quyết tâm hơn. Thì tất cả cầu thủ cũng như là ban huấn luyện sẽ cố gắng đoàn kết và đồng lòng để hoàn thành được cái mục tiêu ban lãnh đạo đề ra. Cũng trong buổi lễ xuất quân, lãnh đạo câu lạc bộ đã trao tặng giải thưởng cho những cá nhân xuất sắc ở mùa giải trước. Trong đó cầu thủ xuất sắc nhất là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, những cầu thủ có đóng góp nổi bật là Hồng Duy, Thanh Hào, Hữu Tuấn, Hendrio. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là Trần Ngọc Sơn. Trận ra quân mùa giải mới của Thép Xanh Nam Định sẽ là cuộc đọ sức với câu lạc bộ Quảng Nam trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 10, có sử dụng công nghệ VAR và trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.